Xin chào đồng chí, tôi Trung úy Mai Cao Cường, cán bộ công tác tại Công an phường Thanh Xuân Nam. Tôi xin giới thiệu về cuốn sách mà tôi yêu thích nhất. Đó là cuốn tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Tác phẩm Búp Sen Xanh được ra mắt năm 1982 là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên viết một cách trọn vẹn nhất về thời niên thiếu trong quá trình đến khi ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với độ dày hơn 300 trang, được tác giả chia làm 3 chương. Chương 1, thời thơ ấu. Chương 2, thời niên thiếu. Chương 3, tuổi 20. Tác phẩm Búp Sen Xanh miêu tả những diễn biến lịch sử gia đình giữa bên nội, gia đình bên ngoại và quá trình định hình nhân cách ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc của một vị nhân Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành trong khoảng 20 năm với những trang văn đầy xúc động. Tiểu thuyết Búp Sen Xanh miêu tả những cuộc sống đời thường thơ ấu của một cậu bé ở vùng quê xứ Nghệ trong một gia đình có truyền thống, giàu truyền thống cách mạng, giàu truyền thống yêu nước, một gia đình nề nếp, nho giáo đã hình thành lên nhân cách của một vị lãnh tụ vĩ đại sau này. Tác phẩm Búp Sen Xanh còn viết phản ánh về câu chuyện tình cảm của nhân vật nam Nguyễn Tất Thành và nhân vật nữ Út Huệ. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên xây dựng tình cảm của nhân vật Thành và với nhân vật nữ là Út Huệ, mô tả về những đời sống tình cảm chân thật mới mẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc chia tay đầy xúc động tại bến cảng Nhà Rồng ngày 5 tháng 6 năm 1911, được nhà văn thể hiện trên những trang văn đầy xúc động. Qua tìm hiểu về cuốn sách trên, bản thân tôi nhận thấy được tinh thần giàu lòng yêu nước. Với là một chiến sĩ công an nhân dân, tôi luôn không ngừng nâng cao học tập, rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.